nay người đó quay trở về hãm hại và muốn gia đình của các người vạn tử tùy tôn. Chính cậu hãy cẩn thận. Tôi là phóng viên Bảo Trân, tôi ở đây để mang sự thật đến cho các bạn. Tới rồi, đại nạn. Khéo nó dập nha con. Đi đi vô mà. Đúng là đại nạn thiệt mà. Ủa anh ơi, anh làm gì mà anh đứng dòm vô nhà tôi vậy, có chuyện gì không? Hai vị đây là gia chủ của nhà này phải không? Đúng rồi, tôi là chủ nhà đó. Ờ đúng rồi, có gì không? Có gì không? Tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió. Trong vòng một tháng tới, gia đình của các người sẽ có một tang sự. Gia chủ nên cẩn thận. Trời ơi, mới sáng sớm nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Cậu có muốn là tôi đi kiện cậu không? Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Anh ở đâu tới đây? Nhà người ta sáng sớm đang yên đang lạnh, cái anh nói chuyện chết chóc à. Anh cẩn thận cái miệng anh á, không có răng ăn cháo đó. Bần đạo là người tu hành, thấy điềm báo không lành thì bần đạo chỉ nhắc nhở thôi và cảnh báo, chứ không hề có ác ý gì đâu. Thôi, đừng có lấy danh nghĩa thầy bà ra đó mà hù vợ tụi tôi nha. Tôi không có tin đâu. Đừng có nói cái chuyện đó, mới sáng sớm mà nói. Cậu chính là con trai độc đinh của gia đình này phải không? Đúng rồi. Sao anh biết? Gia đình của các người trước kia có cây thù chút quán với bên ngoài. Nay người đó quay trở về hãm hại và muốn gia đình của các người vạn tử tuyệt tôn. Chính cậu hãy cẩn thận. Bần đạo chỉ nói như vậy thôi. Gia đình của các người có tin hay không thì chờ vào thời gian hãy xác định. Tai bay vạ gió. Trời ơi, mới sáng sớm mà nó nhăn nó củi gì đâu không á. Không sao đâu con. Đừng tin con, đừng tin. Thời đại này, thời đại nào rồi mà con còn tin ba cái thầy bà nói tầm bậy tầm bạ đó. Đi vô con. Con lạnh quá mẹ. Thôi đừng cứ tin, không sao đâu con, không sao. Có gì vậy mẹ? Con coi kìa, ghê quá. Trời sao tự nhiên trong thùng gạo mình có rắn chết vậy mẹ? Nhà mình kính cổng cao tường, ai mà làm cái trò này được? Mà gần đây á, gà trong giường á cũng bị chết nữa con. Sợ quá. Vậy không lẽ nó cái điểm xấu. Gia đình của các người trước kia có cây thù chút quán với bên ngoài. Nay người đó quay trở về hãm hại và muốn gia đình của các người vạn tử tuyệt tôn. Chính cậu hãy cẩn thận. Bần đạo chỉ nói như vậy thôi. Gia đình của các người có tin hay không thì chờ vào thời gian hãy xác định. Lẽ nào là sự thật? Ủa Trân, con chào cô. Nè, không đi săn tin hả mà đi đâu vậy? Mới vừa đi săn tin về, bây giờ về nhà để chuẩn bị viết bài cho kịp nè. Ủa mẹ con có nhà không? Cô tính qua mời mẹ con đi họp phụ nữ tối nay nè. Dạ có. Mà hình như mấy bên đây cô không có được khỏe hay sao? Con thấy cô hơi xanh xao. Có sao không con? Trời ơi, nó sứng ngay con vậy đó. Trời đất ơi, đi đứng không có chịu nhìn đường gì hết. Bé tới xe đụng người ta còn không biết dừng lại xin lỗi nữa. Chạy xe cái kiểu gì á?
Trời ơi, có sao không con? Dạ con không sao mẹ. Có bị quẹt trúng gì không? Dạ không. Ủa Trân, nãy mày chụp gì vậy? Thì chụp biển số xe của thằng đó lại chứ làm chi. Có gì á thì còn đem lên cơ quan công an để trình báo được chứ. Mà tao không sao đâu, thôi bỏ đi, chuyện không có đáng. Trời ơi, nói gì vậy? Thì lần này không có sao, nhưng mà ai biết lần sau có may mắn vậy không? Mấy cái thằng mà chạy xe ẩu tả, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức như vậy á, là phải chụp lại biển số xe, báo lên công an. Có gì á bị bắt cho chừa cái thói đó. Thằng Trân nó nói đúng đó con, đâu phải mình hên hoài đâu. Trời ơi, sao mấy hôm rày nó gặp chuyện gì đâu không á con? Mấy bữa nay gặp chuyện gì đâu không là chuyện gì cô? Thì cũng chuyện bình thường thôi, không có gì, không có gì nha. Thôi về mẹ ơi. Thôi không có chuyện gì đó, con cũng đừng có nên ra đường nha con. Cô với người ta về nha con. Dạ. Về nha mày. Trời ơi, tô cháo hồi sáng cũng còn nguyên. Tài ơi, vậy ăn cháo nè con. Trời ơi, sáng giờ con không ăn gì rồi sao hết bệnh? Đau cổ ăn nổi mẹ ơi. Cháo này lỏng lắm, con ráng húp đi rồi để bà còn uống thuốc nữa chứ. Không uống thuốc men gì sao mà hết bệnh. Vậy húp miếng cháo đi con. Mẹ đúng con nè. Con để có sức rồi mới còn uống thuốc nữa chứ, không uống thuốc làm sao hết bệnh. Con uống ba bốn ngày nay uống vô không hết gì mà cứ nặng thêm, rồi con uống đâu không ăn nổi rồi mẹ ơi. Thôi thiệt tình đó, bệnh gì mà khám không có ra, tai bay dạ gió gì đâu. Bần đạo là người tu hành, thấy điềm báo không lành thì bần đạo chỉ nhắc nhở thôi và cảnh báo, chứ không hề có ác ý gì đâu. Nếu mà ông thầy tu đắc đạo thì ông sẽ biết cách chữa trị cho cái bệnh này. Đúng rồi, thôi con ở đây đi, để mẹ đi tìm ông thầy chữa bệnh cho con nha. Con nghe nói Tài bệnh cho nên con qua đây thăm nè. Tình hình Tài mấy bữa nay sao hả cô? Đó con thấy đó, nó cứ nằm mê man như vậy đó, không ăn không uống gì hết á. Nhưng mà cô có dẫn Tài đi khám bệnh? Cô dắt nó đi mấy thầy đó, thầy nào hay cô cũng dắt đi hết á. Nhưng mà nó đâu có ra bệnh con. Nó cứ sốt ly bì vậy đó, rồi không ăn không uống. Sức khỏe càng ngày càng đi xuống vậy đó. Trời ơi, cô sốt ruột quá. Bệnh gì mà quái ác dữ vậy, khám mà không ra bệnh hả? Khám không ra bệnh. Dạ nghe thầy. Dạ thầy dặn gì để chờ tôi ghi lại nha thầy. Con có đây con ghi cho. Dạ thầy đọc đi thầy. Đôi gà trống cặp đến cỡ bự, muối hột, gạo, xôi nếp trắng. Dạ mấy phần hả thầy? Dạ 6 phần. Hoa cốt, hoa liễu, giấy tiền vàng bạc. Dạ đủ rồi hả thầy? Dạ cảm ơn thầy. Ngày mai tôi sẽ thu xếp, tôi lo đủ hết những cái lễ vật này. Dạ cảm ơn thầy ạ. Dạ. Cô, ủa mà cô, sao mấy cái đồ này nghe giống như là đồ cúng vậy? Đúng rồi, đồ cúng đó con. Nhưng mà cúng cái gì vậy cô? Cúng để cầu cho thằng Tài nó hết bệnh nè con. Ông thầy này là ông nói nó bị người ta quở, thành ra là phải cúng giải nạn cho nó. Trời ơi, con biết không, nếu mà cô biết nó vậy là cô đã nghe lời thầy sớm hơn rồi, đâu có để mà ra cớ sự như vậy đâu. Khổ quá con ơi. Nhưng mà thầy này là người quen của nhà mình hả cô? Không
có quen, nhưng mà 3 tuần trước á. Trong vòng 1 tháng tới, gia đình của các người sẽ có một tang sự. Gia chủ nên cẩn thận. Mà thầy này lấy chi phí bao nhiêu tiền cô? Con nghe nói là cái vụ cúng kiến này là tốn kém dữ lắm hả? Đúng rồi, tốn dữ lắm con. Nhưng mà hên, thầy này đó không có để bụng cái vụ rồi đó. Cô không biết á, cô mắng ổng đó. Mà ổng bỏ qua. Bây giờ á, ổng dạy á là phải làm cái lễ cúng như vậy đó, để giải nạn cho nó đó. Hên là cô cũng mới bán đất đó, mới có tiền để mà lo anh này cho nó đó cô. Tức là chi phí để cúng cho thầy bằng cả một miếng đất thôi cô? Đúng rồi, cũng bổn đó con. Nhưng mà coi như là của đi thay người đi. Cô có một mình thằng Tài là con độc. Mà bây giờ cô không lo cho nó rồi, giờ biết để lại cho ai? Thôi thì dốc hết ra lo cho nó đi con. Thầy lấy chi phí cao như vậy chắc là cũng có tay nghề cao lắm. À hay là cô cho con số điện thoại của thầy đi. À có nè con. Đó, con ghi đi. Rồi, rồi cảm ơn con nha. Trời, có mình con tới thăm thôi chứ giờ bác không biết sao á. Chụp nhông ra đi. Thầy ơi, cứu con, nó bẻ cái giò con thầy ơi. Yên tâm đi, có thầy rồi. Gia đình mình đang làm gì vậy ạ? Ủa Trân đó hả con? Dạ. Vị này là à, đây cô bé Trân ở hàng xóm mà là cũng là bạn của ông Tài đó thầy. Hôm nay nhà gia chủ có việc không tiện để tiếp khách, mời cô về cho. Đúng là nhà gia chủ hôm nay có việc, nhưng mà người nên rời khỏi đây không phải là tôi mà là thầy đó. Ủa con không có nên vô lễ với thầy như vậy nha con. Bà Trân nó nói, bà cứ để cho nó nói đi. Ông xã, trời ơi, tôi phải trải vải bao nhiêu tiền nó mới mời được thầy về để cứu con mình đó ông ơi. Đau quá bà mẹ ơi, cứu con bà mẹ. Làm cứu hay là đồng bọn hợp tác bắt tay nhau để moi tiền của cha mẹ. Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, coi chừng nghiệp quật đó. Anh mới là người coi chừng nghiệp quật đó. Thầy phát giả mạo, tôi đã biết được hết cách thức lừa đảo của hai người rồi. Hai người? Dạ đúng, tất cả đều là kế hoạch của Khoa và Tài. Ngay sau khi nghe câu chuyện về việc thầy cúng xuất hiện nói trước về điềm gỡ và tan sự thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ về chuyện này. Nhưng một mình thầy cúng thì không thể nào tạo ra một vở kịch lớn như vậy được. Chắc chắn phải có đồng phạm. Và với chỉ một phép thử đơn giản thì đã lộ ra kẻ này là ai. Tài, tao qua thăm mày nè. Nói nghe nè. Điện thoại để đâu tao quên mất rồi. Cho tao mượn điện thoại của mày, tao nhá máy thử đi. Điện thoại mày đâu? Tao tìm điện thoại tao phát. Điện thoại mày đâu? Cảm ơn nha. Điện thoại đâu ta? Hay là để trong giỏ sách mà quên? Đồ đạc nhiều quá cho nên lung tung hết trơn à. Sau khi phát hiện ra việc Tài không hề bệnh, vẫn ăn uống bình thường và trong điện thoại còn lưu số điện thoại của Khoa để liên lạc thì tôi tiếp tục tìm thêm chứng cứ khác. Không ở trong túi sách đâu ta? Hay là rớt ở dưới tay? A, à, tìm được điện thoại rồi nè. Rớt ở dưới này. Ê, tìm được điện thoại tao rồi, trả mày nè. Không ngoài dự kiến, vụ việc gà chết là do chính Tài làm. Gói thuốc độc dùng để bỏ gà còn nhét sau vườn. Chưa hết, cách đây không lâu, trong khi đi cùng Tài, tôi đã chứng kiến vụ việc Tài sắp bị xe tông. Lúc ấy, tôi đã nhanh tay chụp lại được biển số xe. Alo, chuyện tôi nhờ ông sao rồi? Điều tra được chủ chiếc xe đó là ai chưa?
Rồi, tôi là Trần Văn Khoa, năm nay 28 tuổi. Thông tin cụ thể tôi đã gửi qua mail bà rồi đó. Cảm ơn ông nha. Sau khi nhờ đồng nghiệp là Thám Tử Tư tra thử thông tin qua biển số xe thì phát hiện ra chủ sở hữu của nó tên là Trần Văn Khoa, không ai khác chính là người đã mạo danh thầy cúng đây. Tại sao mà là thằng tài đang yên đang lành thì tại sao nó theo người ngoài để nó hại cha mẹ nó chứ? Vì thua tiền cá độ đá banh đó cô. Theo như cuộc hội thoại tin nhắn trong điện thoại của tài mà con đọc được với hai người thì họ đang bị giang hồ đòi tiền, cho nên mới phải tìm cách lập ra kế hoạch này để moi tiền từ cô chú. Đó chính là lý do tại sao số tiền cúng lại đúng bon với số tiền mà cô chú vừa bán được miếng đất. Trời ơi, con cát, con ơi là con ơi. Anh còn gì chối cãi nữa không? Thầy pháp giả mạo. Chờ đi, mày giúp anh đã bị bắt. Ông Tùng đã báo cáo vụ việc này với chính quyền. Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra thêm. Ba mẹ, con là con mà sao kêu công an bắt con vậy ba mẹ? Con trong nhà dạy không được, tao giao cho chính quyền dạy. Ba. Còn bà nữa, mẹ, bà đừng có nói mẹ. Là từ nay về sau bà bảo che cho nó nữa nghe chưa? Trời ơi con tôi. Đi, cứu con bà, ba mẹ. Cứu con, ba mẹ được. Cảm ơn con, cũng may là có con đó. Chứ không thôi cô chú á, tiền mất tật mang rồi. Dạ, không có gì đâu cô chú. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người mà hiện nay những kẻ lừa đảo còn buôn thần bán thánh, giở trò ma quỷ, gây sợ hãi, bất an lâu ngày cho gia chủ, khiến họ phải tìm đến chúng với danh nghĩa thầy pháp, hòng trục lợi cá nhân. Thủ đoạn tinh vi hơn là có thể mua chuộc chính người trong nhà để tăng sự hoang mang cho gia chủ. Bà con hãy nên cẩn thận, cảnh giác với những trò ma quỷ để tránh tiền mất tật mang vào người.